Cứ đi theo chọc mẹ hoài à. Đâm ra mẹ chửi em tối ngày à. Tại vì mẹ hay ăn vặt. Ví dụ như vừa bước chân ra đường là mẹ hỏi mẹ đi đâu á, nó kêu là con chở hai nhỏ đi chơi. Cái mẹ kêu nhớ mua kem xô về cho mẹ nha, hoặc là nhớ mua bánh tráng sữa nha. Đó là mẹ cứ kêu mập rồi giảm cân đi, ăn hoài. Cái món đầu tiên mà nấu cho mẹ chồng là món gì nhớ không? Chắc là món phở quá, tại vì mẹ nói nó hay ăn cái món đó lắm. Mẹ với lại chồng đều thích ăn phở hết. Nấu phở. Thích ăn phở nữa hả? Dạ. Phở nha. Thì phở. Không phở. Thì ai nói ăn gì thì ăn phở. Phở. Ông chồng nào không thích ăn phở? Không phải, không phải phở kia mà là phở này. Phở kia là phở gì? Phở này là phở gì? Thì tôi nói là ý là tôi nói là đàn ông hay thích ăn phở. Mà ăn phở kia đó hả là bà nội có nguy cơ có tiêm cháo đó. Phở kia là phở gì? Phở nào đàn ông thích ăn hết. Phở tái nè, rồi phở nam nè, phở rồng. Cô có nhớ cách đây 15 năm có cô gái nào đó xinh đẹp đến gặp gia đình, có ấn tượng gì với cô gái ấy không hả cô? Đúng rồi, lần đầu tiên mà nó dẫn về, không phải là nó dẫn một mình vợ nó về, mà lần đó nó dẫn về đông lắm, 5-6 đứa con gái lận. Dạ. Cho nên nói chung cô cũng không biết là đứa nào hết. Chứ tưởng đâu chứ có dẫn về nhiều lắm. Nhưng mà trong đó thì có một đứa đó là nó lanh lắm, nó nói chuyện lia miệng này kia, nó xông xáo lắm chứ nó không như mấy đứa kia. Nhưng mà mình cũng nghi nghi trong bụng rồi, chắc là con bé này quá. Đó mà đúng quả thật vậy, đến lúc mà tụi nó về hết rồi thì mới nghe là con bé đó là người yêu của con trai cô. Bé lanh lại đó. À, cái miệng nó cứ lia lia là lúc nào nó cũng xông xáo hơn là mấy đứa kia hết. Bé tên Liên đó. Không phải. Tên Liên là cô. Chú thông sáo rồi đó, chú lanh lẹ rồi đó. Bé tên Liên nha. Chú nhầm. Còn với chị, cái lần đầu tiên sao mà chị có vẻ là tâm lý quá hả? Không phải, lần đầu tiên đi vô thì nghĩ là không có làm dâu đâu. Tại vì không có nghĩ là sẽ lấy anh chồng này. Tại lúc đó cũng đang quen một cái anh khác nữa. Dạ như là chưa có yêu chồng bây giờ. Đào hoa quá ha. Nhưng mà ấn tượng với mẹ đầu tiên á, là ba với mẹ đi về. Là từ ở cửa đi chạy vô á thì là mẹ chở ba chứ không phải là ba chở mẹ. Mà mẹ thì mẹ bự, còn ba thì có chút chém à. Đâm ra đi á cứ bơi cái xe như vậy để đi vô trong nhà. Mình nhìn thấy trời ơi sao mà nhìn thấy lạ quá, mà nhìn ấn tượng quá. Bây giờ mới vô mới nói thì mới kêu là ba không biết chạy xe, nên mẹ đi đâu mẹ đều chở ba đi hết á. À, nói chung là ba biết chạy xe nhưng mà ba nhát nên để ba chở. Chắc ổng biết chạy xe mà ổng chở không nổi. Mà giờ cũng đến... đúng rồi, cũng có lẽ là như vậy đúng rồi. Nhưng mà đến bây giờ vẫn còn chở ổng không hay là ổng vẫn chở? Bây giờ vẫn chở nhưng mà bây giờ ổng đi làm rồi ổng mua xe đạp điện ổng đi mình ổng. Suốt cuộc đời vợ chở chồng vậy đó hả? Ờ đó, bởi vậy suốt cuộc đời vậy. Thiệt cô à. Chồng thiệt sướng rồi nha. Còn đây có chở chồng không? Dạ không. Đây là mẹ chở em đi chứ em cũng không chở nổi mẹ luôn. Trời ơi, tội nghiệp cô không? Mình bự quá mà đâu không dám để cho nó chở. Ấn tượng nhiều nhất là ấn tượng mà về ba. Đầu thì chọc mà để bộ ria, nhìn dữ ơi là dữ, mà nhìn sợ ơi là sợ. Nói chuyện một hồi thấy ủa cũng dễ, cũng hiền lắm mà. Nhưng con trai đẹp trai không cô? Cũng được, mình nhìn mình thấy nó đẹp, không biết người ta nhìn có đẹp không. Em về giờ làm dâu thì có những cái tiếng cười như thế này mày không? Dạ có, tại vì em với mẹ là cứ đi theo chọc mẹ hoài à. Đâm ra mẹ chửi em tối ngày à. Tại vì mẹ hay ăn vặt. Ví dụ như vừa bước chân ra đường là mẹ hỏi mẹ đi đâu á, nó kêu là con chở hai nhỏ đi chơi. Cái mẹ kêu nhớ mua kem xô về cho mẹ nha, hoặc là nhớ mua bánh tráng sữa nha. Đó là mẹ cứ kêu mập rồi giảm cân đi, ăn hoài. Có nấu ăn cho mẹ không? Dạ chưa bao giờ. Điểm à, bắt mẹ nấu không à? Tại vì mẹ ở nhà là mẹ cơm nước hết, con hai đứa nhỏ mẹ cũng lo hết. Bé được 1 tuổi á thì nó thôi bú, nó không bú nữa thì bắt đầu mẹ cứ đi ra đi vô cho nó uống sữa buổi đêm á. Thì em cho nó uống á thì nó cứ ói, còn mẹ cho nó uống thì nó không ói. Bực bội quá, mẹ hai vợ chồng đều mất ngủ mà mẹ cũng mất ngủ nữa. Cái mẹ mới nói là thôi mẹ đưa nó ra ngoài đây cho tao đi, rồi tao giữ nó cho hai vợ chồng mẹ ngủ cho ngon giấc. Cái là từ đó đến giờ là hai đứa đều ngủ với nội hết, không ngủ với vợ chồng em ngày nào hết á. Trời ơi. Và chứ là nội là giữ hai đứa từ nhỏ luôn. Nó mới sanh mình cũng để cho nó nghỉ mà không dám cho nó thức, nó ngồi nhiều. Không nhận nể phục người phụ nữ này nha. Rồi cũng phải vô nặng canh phi vậy cho con nó bú. Hai đứa cháu đó bây giờ là nó không có chịu ngủ với mẹ nó đâu. Sao em không chủ động để có thể giúp mẹ chồng trong cái việc chăm con nữa cho đỡ cho mẹ? Tại vì á, là từ bé đến lớn á, là em không biết làm gì hết á. Em đi về làm dâu mẹ em cũng không biết làm luôn. Chỉ có công việc rửa chén là em làm thôi. Có nhiều hôm là mẹ cũng phải rửa luôn, em cũng không rửa luôn. Em đi làm về trễ, xong rồi buổi sáng ngủ dậy á, cái dậy trễ quá lạch đạch đi làm lại không có rửa chén cho mẹ, lại để mẹ rửa. Sáng á thì ba dậy nấu nước pha trà. Rồi em cũng không phải làm cái gì hết á, là chỉ có việc sáng ngủ dậy là đi làm thôi, là còn có ba mẹ lo. Còn ngày thì có mẹ nấu cơm. Con giận dâu giỏi ta. Dâu thì giỏi ghê luôn á. Nhưng mà lúc mà em đẻ ai lo cho em? Dạ lúc em đẻ đứa đầu á là em về ngoại được 1 tháng. Là ba mẹ, tại vì lúc đó là cái thứ nhất là ba mẹ không có con gái, xong rồi đẻ đứa cháu đầu cũng lại là con gái nữa, đâm ra ông bà rất là cưng. Mà em thì cũng nhớ chồng, em cứ khóc suốt là em cũng đòi về. Ba mẹ em bên nhà thì lại không cho về. Cái bắt đầu mới nói riết rồi mới kêu là thôi để 1 tháng đi rồi ba mẹ cho về. Cái 1 tháng thì ông bà xin đi qua rước về. Về bên này thì mẹ lo hết từ A đến Z. Mà mình cũng lấy làm lạ, con mình đi về mẹ ruột mình ở nó sướng hơn chứ sao lại đòi về mẹ chồng. Mình nói chắc là nói tại mẹ chồng dễ thương tại quá. Đó chắc là không biết mà không biết nó nhớ mình hay nó nhớ chồng nó nữa. Hai mẹ con mình có thí dụ là không hợp nhau điểm gì không chị? Mẹ thương cháu quá, đâm ra nhiều lúc chị không có dạy được, cứ đụng tới là bà nội, ông bà nội binh. Nhiều lúc nó quát mình luôn là vậy. Binh cháu rồi là ví dụ như muốn dạy nó hay muốn la nó là phải đóng cửa phòng, chốt cửa phòng lại. Thì ông bà lại đứng ở ngoài cứ đập cửa ầm ầm á, thì lại không có ấy được. Bà nội cưng quá nha, cứ phải mà hai chồng đóng cửa phòng lại là đứng canh hả? Con nó làm gì cháu nó không dám đâu. Canh nó đánh cháu mình thôi. Sợ đánh cháu mình la cháu mình. Đúng rồi. 15 năm qua đó em có buổi nào mà em nấu cơm hoàn thiện một buổi cơm lo cho mẹ? Từ lúc mà em ra riêng, em ở riêng, em hai chồng anh riêng ở riêng thì em bắt đầu đi học nấu ăn. Thì giờ cũng biết nấu, ví dụ như có nhiều lúc nấu cái món gì ngon ngon thì cũng mang qua cho mẹ, kêu mẹ ăn món này đi. Lúc ở với mẹ không đi học nấu ăn. Lúc ở riêng đi học nấu ăn rồi. Nấu ăn bằng mình đó. Ăn mình đâu con chia qua cho mẹ thôi, con đi đâu nữa. Cái món đầu tiên mà nấu cho mẹ chồng là món gì nhớ không? Chắc là món phở quá, tại vì mẹ nó hay ăn cái món đó lắm. Mẹ với lại chồng đều thích ăn phở hết. Chồng cũng thích ăn phở nữa hả? Dạ. Phở nha. Thì phở. Không phở. Thì ai nói ăn gì thì ăn phở. Phở. Ông chồng nào không thích ăn phở? Không phải phở kia mà là phở này. Phở kia là phở gì? Phở này là phở gì? Thì tôi nói là tôi nói là đàn ông hay thích ăn phở. Mà ăn phở kia đó hả là bà nội có nguy cơ có thêm cháu đó. Phở kia là phở gì? Phở nào đàn ông thích ăn hết. Phở tái nè, rồi phở nam nè, phở rồng. Không biết là chị có bao giờ làm cho cô xúc động chưa? Có cái là cô hơi ganh tị tí là cái sinh nhật á. Sinh nhật của bố chồng với mẹ chồng. Nhưng mà hầu như là bố chồng là năm nào nó cũng được quan tâm tới nhiều hơn hết. Nó cũng có tặng quà, nó cũng có mua đồ, nó tặng. Nhưng mà có năm rồi là nó không nói gì hết, nó im lìm, nó chỉ biểu ba nó là ngày mai đó, ngày sinh nhật á là kêu ba là kêu mẹ đừng có đi chợ, đừng có mua đồ ăn để con làm đồ ăn ăn. Cũng mới đầu mình cũng không nhớ nữa đó, nhưng mà qua tới ngày mai bắt đầu nó mua về rồi mình mới nhớ là hôm nay ngày sinh nhật của mình. Nhưng mà sao quan tâm sinh nhật của ba chồng nhiều hơn? Lúc nào nó cũng quan tâm tới ba chồng không à? Tại sao? Em cũng không biết nữa, nhưng mà em cảm thấy là em thương ba em nhiều lắm, tại vì ba rất là thương em, như kiểu ví dụ như mọi việc trong nhà ba làm cho hết. Quần áo của con nhiều lúc hồi bé nó còn nhỏ là ba cũng giặt cho luôn. Thì chứ ai chở em, ai lo cho con em đó. Nhưng mà tại vì em nghĩ là một người con trai á là nó khó hơn một người phụ nữ. Cái người này mới là thật sự là phải chăm sóc nhiều, bởi vì phụ nữ đôi khi nhạy cảm hơn đàn ông. Thương thì thương phải đều chứ nếu như thế thì cũng đôi khi phụ nữ này cũng hơi tuổi một chút. Đúng rồi, nhiều lúc mấy cái sinh nhật đó cứ qua nó không bao giờ nó quên nha, mà tới của mình đó là nhiều lúc nó hay quên. Không, sinh nhật của mẹ dễ nhớ, tại sinh nhật của mẹ trùng với sinh nhật của em nữa. Làm sao mà em không nhớ được? Gần đó chứ không phải là cùng ngày. Trùng tháng. Con dâu nó cũng thương đó, nhưng vấn đề chỗ là nó hơi sơ ý chút. Đúng rồi. Ai là người đăng ký tham gia chương trình vậy? Trai nha cô đó. Nói chung là nó đăng ký hồi nào cô cũng không biết luôn đó. Anh nói gì nè? Hai mẹ con á hả? Ở nhà suốt ngày chí ché hoài. Là tại vì cứ đi theo chọc ghẹo mẹ hoài mà có nhiều chuyện để nói thôi. Cho hai mẹ con lên tham gia chương trình mẹ chồng nàng dâu đi. Có gì em lên kể tội mẹ đi. Trời chồng. Hôm nay để xem coi người đăng ký cho mẹ chồng nàng dâu sẽ nói điều gì nha. Hai mẹ con và mẹ chồng với nàng dâu thì nhưng mà lúc nào cũng như mẹ con ruột, lúc nào cũng giỡn với nhau, chọc ghẹo nhau được. Nhất là những lúc chồng hay ăn vặt thì con dâu là nhân cơ hội đó là dành ăn với lại chọc ghẹo mẹ nhiều. Thời gian qua thì mẹ với vợ trong gia đình có nhiều chuyện khó khăn thì hai mẹ con có suy nghĩ nhiều, thì cũng có hay bệnh lặt vặt này kia. Nhưng hôm sau thì hai mẹ con lo cho sức khỏe của mình nhiều hơn, dành thời gian tập thể dục để nâng cao cái sức khỏe của mình. Khi nghe con cô nói vậy thì cô cảm nhận thế nào? Cô cũng vui, nó cũng biết quan tâm tới mình. Cô cũng muốn nói gì với con dâu trong ngày hôm nay không? Muốn con dâu thay đổi điều gì không? Như là có nhiều cái cô bực mình, nó đi đâu á là lúc nó ở chung cũng vậy, mình ở riêng cũng vậy, lúc con còn nhỏ cũng vậy. Nó cái hả, nó muốn đi là nó đi, nó đi là nó đi, là nó giục hai đứa con nó không mẹ ơi con đi đây con gửi mẹ hai đứa nhỏ hay gì không có. Hồi giờ qua giờ lậu mình không thấy đâu hết, hỏi mẹ đâu con, mẹ đi chơi nó mất tiêu rồi. Đó, mà về hả nói nó thì nó là nhăn răng nó cười thôi. Thấy mẹ chồng thương quá. Chắc vậy đó, nó thấy mình dễ nữa. Dễ nữa là nhưng mà có lần kia không biết không, nó đi chơi xa hai vợ chồng. Mình nghe nó bàn tính trước rồi. Nó kêu là nó đi chơi 2 ngày 3 ngày gì đó. Cái mình để im coi sao, sao mà gần tới ngày nó đi rồi mà mình cũng không thấy nó nói mẹ ơi con gửi hai đứa nhỏ hay gì hết nha. Mình nói bụng rồi đó, mình nói với trời chuyến này mà không nói nữa là chắc mình không giữ á, không nói nữa là bắt gắn đi theo luôn. Qua ngày mai nó đi là hôm nay nó mới nói. Thôi vậy cũng được đi. Sao vậy em? Hình như em thì tới gần tới ngày rồi mình mới nói, tại vì mình chưa có đi nên mình chưa có xin phép, mình chưa có nói. Mẹ em nãy giờ thấy nói rất là thương em, thương nhiều nữa. Nhưng mà mình cũng đừng vì cái việc đó mình ỷ lại. Trước khi mình đi đâu á, mình cũng nói mẹ biết rằng mẹ không cho đó, nhưng mà mẹ cho con đi, tuần sau mẹ cho con đi. Một cái lời nói như thế thì thật sự là mẹ rất là ưng lòng. Thông qua chương trình này thì con cũng nói là con cảm ơn mẹ nhiều, tại vì biết là mẹ thương nhiều lắm. Nhưng mà con cũng mong là mẹ hãy vì mẹ một chút xíu, đừng có vì người khác nhiều quá, lo cho con cháu nhiều quá. Đâm ra mẹ, nhiều lúc em cứ nói mẹ bệnh, kêu là mẹ đi khám bệnh đi. Thôi tao làm biếng lắm, bớt lo đi để có nhiều sức khỏe. Em muốn mẹ là bớt chơi điện tử lại đi. Vừa coi truyền hình vừa bấm điện thoại, mẹ ghiền chơi game á. Rồi mẹ bớt chiều cháu lại đi, tại vì mẹ rất là chiều cháu. Có nhiều lúc mình cũng khó thể nào mà dạy con mình. Thôi chơi game thì cứ để mẹ chơi. Không phải anh chứ biết mẹ không? Đâu có làm gì đúng đâu rồi, giờ chơi game là đa phần là buổi tối không à. Tối tắt đèn cái mẹ ngồi trong trong phòng cái mẹ bấm điện thoại á. Cái chuyện đó để ba nói. Bởi vì ba không có chơi với mẹ thì mẹ phải chơi game. Ba không chơi mẹ nữa đâu, giờ là tối là ba không có ở nhà, ba đi luôn. Thấy chưa? Đi mẹ suốt buồn luôn mà, mấy năm nay rồi. Ủa sao vậy cô? Giờ là nói chung là chú đi làm đêm á, cho nên là không có đêm nào nhà hết, nay là mấy năm rồi. Thành ra không biết chơi gì phải chơi game. Cảm ơn hai mẹ con rất là nhiều. Cảm ơn chị Linh. Tuyệt vời. Hai mẹ con ôm nhau thế nào? Thường xuyên ôm thế này nhá. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Chúc gia đình hạnh phúc, mạnh khỏe và thành công. Bà ơi, bà thấy con dâu phục vụ mẹ chồng tốt không? Dạ, tốt lắm, tôi ưa quá. Tôi thương quá. Có cái điều gì bà giận con dâu không? Dạ, có giận ít chiêu. Rồi về trong nhà không cười là nói gì ưa này hả? Dạ. Thương yêu rồi. Bà có buồn con dâu cái gì không? Không có, chắc cũng có một ít. Anh nghe nói kệ đấy thì thương yêu. Nói nghe lời. Nói là cô nói nhiều. Cô dâu bà nói nhiều quá hả? Dạ. Cô ơi, cho con hỏi cô tí xíu nha. Cái ngày đầu tiên mà khi cô gặp mẹ chồng á, cô còn nhớ không cô? Cô nhớ chứ, dạ. Nhớ mùng 1. Tại vì hồi nhà cô về là nhà mẹ chồng là gần nhau. Dạ. Nhưng mà hồi đó cô cũng làm bên giống như là chi đoàn trưởng hội thanh niên ấy, rồi đi họp đã hay quá gọi chủ đi. Dạ. Thì bà nội không thích cô nói. Nói nhiều quá, khi nào cô cùng lợn rồi và hai đứa quen nhau thì gia đình tạc hợp. Bà nội nói nhiều không thích đâu. Không có thích. Nhưng mà sau đó thích. Nói giết quen. Cô về làm dâu đó, có gặp cái điều gì cản trở từ mẹ chồng không? Nhiều lắm con. Nhiều nhưng lắm mà hả? Nhiều vui buồn. Ví dụ như là mới về thì nhà cô thì nhà kinh doanh mà, nhà cô nấu lò xo rồi nấu than. Nhưng mà nhà bà nội nấu củi. Thì 6 giờ cô dậy cô ra thì cô không biết nhân lực củi. Thiệt tình thì bà nội chỉ nói cho nè, không biết thì đi vô ngủ đi. Bắt đầu cô thì mình thiệt tình đi vô ngủ. Có những cái có như là mẹ cô mẹ gì mà đám cưới chưa về được á, ở lại thì nói đi sao không kêu con dâu dậy nấu nước. Ta biểu vô rồi đi vô rồi chẳng nói chứ đâu. Thì biểu vô thì mình vô chứ mình đâu biết gì đâu, mới lần đầu mà. Thì khi mà cô nghe đó là cô về cô ra cô định đăng thì cô nghe cô vô cô nợ thôi tiêu rồi không được 10 ngày đâu, mình là coi như không sống cái gì đâu, cô hơi sợ. Nhưng mà sau đó thì bà nội dạy bảo cô thực tình, gia đình cô kinh doanh mà gia đình bà nội là cán bộ hồi đòi giải phóng về vẫn còn lưu dung á, rất là bình yên, rất là thanh thản. Nhà đình cô thì gia đình cô thì kinh doanh thì nó hơi xạo động tí, vậy lại chồng bà theo chồng mà gia đình cô là con bé, gia đình bà nội con bé không là thuộc mình danh là những chiến sĩ thầm lặng, 3 ông con trai, 1 ông bộ về bà nội thôi. Bà nội đẹp nhất nhà. Nói rất là ít, một ngày nói một người chừng vài 30 tư rồi đó. Rồi hàng xóm người nói đi con về đây đi, rồi con hoạt não lên để cho gia đình nên là khỏe đồng cho chiến sĩ thầm lặng không có mình. Cô chia sẻ con một điều này là khi cô có thai bé đầu, nói chung một lát sau ít thôi cô có bầu. Thì gia đình hồi đó là cô nghĩ bây giờ cô cũng muốn khóc. Ăn cơm mà đồ khoai rồi đó. Mà riêng cô là được ăn cơm trắng. Thì cô biết là thương mình mới làm vậy. Nhưng mà cô ốm nghén lâu, thật là lâu. Đến khi là cũng ăn cơm mà ăn ít rồi thôi. Cái ngày cô sinh, chị cô qua đưa đi. Mẹ cô ở Sài Gòn thì chị cô qua đưa đi. Thì bà nội cứ chạy theo pha một ly sữa cho cô. Cái mấy bà chị cô nhăn nhó nói là mẹ chồng mình không biết gì hết, người ta đi sinh mà ngán đường. Nói vậy đó. Thì cũng hơi buồn nhưng mà để trong lòng thôi. Cô xin về bắt đầu chăm cô này nha, cái đoàn chăm cô mới đau khổ. Bắt cô xong một ngày là 10 nồi xong. Con tính thì nó hai cái bếp, bên này, nồi này xong rồi tới nồi khác. Nhưng mà khôn lắm, lấy 10 chiếc đũa để bên cạnh vậy này, bưng một nồi xong lại đem vô một chiếc đũa để kiểm tra phải không cô hả? Sợ quên đúng không? Sợ quên à. Cũng 60 rồi hồi đó. Bắt đầu con nói anh ơi chắc em chịu không nổi rồi. Ông xã cô mới chạy ra chôn mấy chiếc, người ta chôn 2-3 chiếc thôi, ông chôn cái 5 chiếc đó chị biết. Phát hiện ra mà không nói, ít nói lắm. Ngày mai nhét qua đây nè, nhét qua đây, cứ lần lấy vậy đó. Cái cô nói chắc em chị cũng nổi, nó quá cổ xưa. Bắt đầu mới nhờ cái chị đó y tá giả làm bác sĩ qua nói với bà nội, nói là không có được xông nhiều, 2 bà nội thôi. Thì từ đó mới giảm. Mà con biết cho cô ăn gì không? Bà nội cho con ăn gì? Cơm muối. Dạ. Là mới sanh hả bà? Mới sanh á. Dạ. Ăn cơm với muối tiêu hả? Dạ, dạ ăn để tốt. À, mới sanh ăn cơm muối tiêu tốt. Ừ. Còn 5 lửa nữa. À. 5 lửa chắc nói là tốt trắng mạnh, hớ hạm rồi. Bây giờ là khi bà bị bào nè. Bà lăn có lửa bà nói lăng vậy đó. Trời ơi, lăn trên cái giường mà dưới có lửa. Cô nằm y vậy cô chịu đó. Rồi tốt trắng mạnh. Bà sanh mấy người con là bà ăn muối đủ mấy người con hả bà hả? Rồi bà lăn lửa nữa. Nhớ nhà 11 sanh á, ăn muối nha. Rồi lăn lửa. Tới 100 tuổi mà. Con ơi, bây giờ khỏe hơn cô đó. Dạ. Coi như là cô còn đi khập khiễng, cô đau xương khớp cho bà nội là không luôn. Dạ. 40 năm cô làm dâu mà bà nội chưa bao giờ đến cổng bệnh viện. Chưa bao giờ. Không đau ốm vậy hết, làm sao mà đi bệnh viện? À, không đau ốm. Tại nhờ 10 cái nồi xong á, xong là xong cái lá gì bà? Lá tổ là nghe kêu là chỉ 2-3 món là nhiều món là chỉ rồi đó. Lá nghệ cứu là 1 nè. Lá gì nữa bà? Lá xả cái đồ tùm lum hết á. Xả. Chắc mai về bắt đầu cứu xong đó. Nghệ cứu để mình hy vọng tới 99. Ngày xưa mà con dâu không nghe lời á, bà có giận con dâu không? Không có dân ít chiêu tí thì khỏi giận. Nội nắm bác cậu không thôi, chắc khỏi giận lâu được. Nhưng bà giận bà có la con dâu không? Có chứ. Đôi khi còn la. Bà có bắt thế hệ sau phải... Không có bắt hả? Thế hệ sau thì bà cũng già rồi là vô cô thôi. Con dâu cô nó xin nó nói mẹ con khát nước lấy cho con lon coca. Nước đá nhiều lên, nó mới vừa sinh xong á, con nói có được không con, bác sĩ có lại, bác sĩ nó thoải mái. Nên như cô hồi nói dễ gì, trời ơi con ơi, uống cái nước ngã cương nó đắng như là cái gì vậy đó. Đa số các mẹ chồng ngày xưa khó lắm đúng không cô? Phải làm theo mẹ chồng hết hả? Phải làm theo mẹ chồng. Đặt tên con thì bà có đặt không? Bà đặt, nhưng mà cô để cô kể cô nghe khi mà bà chăm xong cái vụ đó rồi, nghe xong vụ chăm rồi bắt đầu là em bé là đặt tên. Thì bà nói là tên thật thì cho tụi con lựa đặt nhưng mà đừng có trùng. Nhưng mà tên ở nhà là phải đặt tên chó. Chó lớn, đứa lớn đặt chó lớn, đứa nhỏ đặt chó nhỏ. Cô nói trời ơi, cô nói với ông xã cô nói chết rồi anh này, bây giờ mình đi làm nhà nước mà đặt con gì kỳ quá. Cái bắt đầu cũng hên, sau bữa đó là trên truyền hình á, nó chiếu cái phim mà 3 con chó Nhật cướp ngân hàng đó là Tina, Tino, Tini. Cô mới nói là mẹ ơi, thôi bữa nay cho con đặt tên cũng là chó đó nhưng mà tên Tina được không? Tina. Chị có hẹn tập là chị mới chịu. Tức là phải tên cái con chó. Phải tên con chó mới chịu. Thôi mà tìm ra Tina đó. Không cho đặt cuốn luôn, cứ chó làm tới à. Con cháu là chó lớn chó nhỏ vậy hả? Để hỏi bà. Bà tại sao con cháu mình phải đặt tên ở nhà là chó? Tại sao bà? Bởi là đặt chứ nó dễ nuôi nữa hả bà? Vậy nhiều người ta nhìn vô ta nói ủa sao nhà đó toàn là chó không sao bà? Mới có đứa đầu thôi tên chó. Ưng là đặt hả? Cô hoảng luôn thiệt. Rồi hai cái người con sau ta hai người sau đồng ý rồi. Chó Tina, chó Tino, chó Tini. Bây giờ cô cũng may là ba đứa. Ba đứa cũng là Tina, Tino, Tini. Cũng hên tìm ra từ đó nha. Không, nhờ ba con chó chứ cũng không có phim đó, đặt chó nhỏ chó lớn. Đúng rồi, đúng không? Đúng rồi, dễ nuôi, nói là dễ nuôi. Trời ơi. Bà bây giờ là nghe khó đúng không cô? Nghe khó với là cái dòng của con là dòng miền Nam á. Còn bà là người Quảng Bình. Con giờ bốn mấy còn nghe không nổi nữa mà để chi bà. Bà câm nghe vậy là tốt lắm rồi đó. Cô ơi, cho con hỏi xíu là ở nhà cô với bà là hợp nhau nhất điểm gì cô hả? Hồi xưa là bà hay mắng cô là hoang phí lắm. Con biết không, đi làm thì hồi đó chắc Quyền Linh biết rồi, bột ngọt với đường này chút 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 vậy nè. Cái bà nêm tí à, bà nêm tí là thì ăn đâu có ngon đâu. Bắt đầu cô biết ý thì cô lén cô đi mua. Cô về một lần cô nấu là cô nêm thêm. Bà nói bữa đi biệt tiệc kiềm đó ta. Ra là cô lẹn cô đi mua. Đó. Bây giờ mình mới rút kinh nghiệm được điều này nè. Tại sao bà sống đến 100 tuổi? Bà rất tiết kiệm, không phải bà tiết kiệm như mình nghĩ đâu. Mà bà nghĩ là ăn nhiều bột ngọt không tốt nè. Bà xài tiết kiệm toàn là thiên nhiên không, không tốn tiền. Đừng có nghĩ tiền nhiều, xài cho nhiều. Rồi sống ít tuổi. Công nhận là con học được bà cái đó bà. Từ đây tới sau, con không xài tiền bà hỏi gì nè. Bà tiết kiệm á, chắc tiền bà nhiều lắm hả? Nhiều thiệt á. Tiền bà để đâu bà? Cưỡi cửa hàng. Cậu thì đi cưỡi cửa hàng mà cũng cội ra. Bà đưa tiền cho con cái giữ hay là bà giữ? Tôi giữ, có con giữ có. Bà giữ nhiều hơn đúng không? Vâng. Ông đâu là bà? Ông mất rồi, ông mất lâu rồi. Ông hồi đó có nghe lời bà không? Vâng, có. Ông có xong không? Không. Ông thấy chưa, ông không có xong. Thấy cái vụ xong này rồi đó. Mời đây thôi là một lần mà bị dù có chủ ở nhà thì cô làm gì làm sao hết ra. Nhưng mà chủ đi đâu mà cô đi vặn nhà là bắt đầu hỏi. Dự vờ cho con trai rồi đó. Bữa đó thì nhà cô có nhân viên, cô 10 giờ là cô vô phòng ngủ rồi. Mới cách tới khoảng 10 mấy hôm á. Hỏi cái cô người làm là đi cô mày đâu rồi, cái là đi cô vô phòng rồi. Cái anh lạc tay anh lại đi giờ mà qua nhà cô không chơi hả? Cùng nào tó tiện. Có nào không cô vô phòng. Cô mày nói tôi quá nha, cô không đấy. Sao cửa động hả? Cô nói đi. Bắt đầu gõ cửa, cô mới thiêu cô giật mình, cô tưởng ba có gì. Ba ngủ phòng bên đó. Mí ở đây nè. Mà con Tư là nó mí đi qua nhà ba không chơi rồi. Tao phải hỏi cho ra. Con thẹn. Tức là nghe không rõ đúng không? Nghe không rõ. Nhưng bây giờ còn la cô không cô? Thì cũng la, dần lên là la. Như vừa rồi là khách nhà cô đông quá. Rồi cửa hỏi cô nói đi. Bà nội để từ rồi la. Cửa hỏi con làm con quỷ luôn. Đại khả là nhân viên là nghỉ bớt đó. Cái bắt đầu la lên. La lên luôn. Dần la. La lớn lắm hả cô? Ừ. Dạ, hôm nay thì chú có gửi cho chương trình một lá thư. Nhờ đọc giùm. Thư của con bà. Dạ. Thân chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, gửi đến Sinh Thành và người bạn đời yêu thương. Thưa mẹ, thân yêu của con chào vợ của anh. Vợ chồng con luôn yêu quý mẹ. Cảm ơn mẹ đã cùng sống với con, cùng chia sẻ ngọt bùi với con, với vợ chồng con. Vợ thân yêu, anh muốn gọi cái tên thân thương thường gọi từ thuở mới quen nhau. Út Hà ơi, cảm ơn Út Hà đã cùng đi với anh suốt một chặng đường dài, hơn 40 năm với nhau. Những lúc khó khăn, vất vả đều có Út Hà bên cạnh. Út Hà có nhớ không? Anh thì anh nhớ cả cuộc đời đó Hà ơi. Cảm ơn Hà đã cùng anh đi suốt như vậy. Em là người hy sinh cho gia đình trọn vẹn, nuôi mẹ già và xây dựng gia đình cho các em trai. Em thường nói hạnh phúc là Ngọc Châu, khổ đau là biển cả. Đúng vậy, chúng ta đã nhặt được 3 viên ngọc châu quý giá. Anh mong rằng chúng nó sẽ giống mẹ, giống như Út Hà của anh, sống cùng nhau 100 năm Hà nhé. Con của mẹ thương mẹ, bạn đời của Hà thương Hà. Anh cũng ít nói lắm mà sao anh biết được. Cô có thể nói gì với chú trong giờ phút này không cô? Cô không nói được đâu, ngà ngà quá. Cô cũng muốn nói gì với mẹ chồng trong giờ phút này không cô? Để cô hát tặng cho mẹ một bài. Dạ. Thích nghe hát á. Bà đứng lên nghe con gái hát, con dâu hát nè. Hát đi, hát đi cô. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Nếu mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mắt trời, như trẻ thơ không nụ cười, người đời mình không lớn khôn thêm như bầu trời. Cảm ơn cô rất nhiều. Tuyệt vời. Con dâu cũng là con gái luôn đó bà nha. Dạ. Rồi chúc bà mạnh khỏe nha. Khỏe thiệt là khỏe bà nha. Rồi cảm ơn cô với lại bà đến tham dự chương trình, cho chương trình thật nhiều cảm xúc luôn bà. Những cái món quà gửi tặng cho cô với bà ha. Mong bà khỏe nha. Xem này nhớ cháu là Quyền Linh với lại Lê Lộc nha bà. Ngày đầu tiên mà chú gặp con rể tương lai á, chú ấn tượng điều gì ở chàng trai này? Đầu tiên là thích nhất không uống rượu, không hút thuốc. Chú nghe cái tên hồng hào xong rồi không hút thuốc, không uống rượu nữa. Chính tôi là người không có hút thuốc từ nhỏ tới lớn. Nhưng mà chú không có tên hồng hào. À, lúc đó chú có gọi là giao lưu với con rể tương lai mình không, mà chú biết rằng đây là một chàng trai gọi là rất là chân thật, rồi không biết uống rượu, không biết hút thuốc. Tại vì cái ngày đó là rể tôi đến qua nhà, tôi có hỏi xung qua, rồi cái thời gian đó mới gặp lại nhiều lần, rồi thấy rất là cậu trai này cũng được trai. Được trai ha. Cũng múp míp. Còn anh khi mà lần đầu tiên gặp ba vợ đó, anh có ấn tượng gì không? Thì cái ấn tượng đầu tiên á thì thấy ba vợ là một người rất là nhìn rất là hiền lành, mà rất là sang hào sảng. Cho nên mình cũng thoải mái trò chuyện với ba. Sau đó về làm rể thì thấy khó gì không? Thấy ông già vợ khó không? Cũng không khó, cũng nói chung là ba rất là dễ tính, con rể sao cũng được. Ủa dạ sao chú? Chú không có dạy con rể chứ không? Tại vì tôi tới 5 đứa con gái, có mình tôi trai lớn thôi, mẹ nó gái lớn. Vậy là nhà chú hội 3G, cái 5G chứ. Chú đẹp trai nhất nhà, con rể vô cạnh tranh đẹp trai sau nhà. Hai cha con mình nó hợp nhau điểm gì nhất anh? Hai cha con cũng hợp nhau, cũng thích đi ăn những cái món ăn chung với nhau, như là đi ăn phở. Hai cha con đi hay đi ăn phở lắm hả? Ăn phở bò. Phở bò. Hiểu. Chú kỳ quá. Cái này mà hai cha con nhà hội 5G mà nói thôi ăn cơm ngán quá, hai cha con đi hay đi ăn phở là mệt đó mà. Hai cha con không biết nhậu, không biết thuốc, toàn là rủ nhau đi ăn phở không vậy. Rồi còn cái gì mà nó gọi là sinh hoạt giải trí nữa không ạ? Thì hai cha con cũng thích nói chuyện với nhau là về những cái vấn đề thời sự trên tivi, thời sự gì làm đẹp này kia hay là gì mỹ phẩm này kia đó hả? Cho nó hồng hào á. Còn bác là bác thấy mình hợp với con rể nhất điểm gì bác? Kể từ ngày tôi gặp rể tới bây giờ tôi tự nhiên con người rất là thương. Có bao giờ mà chú là giận hào điều gì không? Dạ không, cũng có vài suy nghĩ chứ không có giận. Suy nghĩ? Dạ. Là suy nghĩ về gì hả chú? Trước tiên xin nói bằng lòng tất cả, nhưng mà có 2 điểm. Vợ Hào mất đi làm, nhiều khi đi về khoảng độ 8-9 giờ tối, 9-10 giờ tối, nghe được là Hào hơi không bằng lòng. Không biết gì hình thành là có ghen tị hay gì tình thương. Ba hỏi con như vậy là làm sao con? Thật ra là tình thương là lo lắng cho vợ mình đó. Đi làm về trễ, đường xa, công ty cái chỗ đó đường vắng nữa, cho nên mọi thứ đều rất là lo lắng. Ý là ba con hỏi là, ba vợ hỏi là như vậy có phải là ghen không á? Lo là nhiều hơn. Lo là em sao nay em đi làm về có mệt không? Rồi đường xa vậy sao không? Sao giờ này mới về? Là nó khác à? Em hỏi cái gì? Giờ này mới về hả? Đi đâu vậy? Sao trễ vậy? Có hỏi vậy không? Cũng có hỏi, có nhắn. Vậy là ba vợ buồn cái đó đúng không? Hơi không hơi buồn, tức là dạ, hơi trách suy nghĩ thôi. Dạ. Sợ là con rể mình nó ghen con gái mình, đúng không chú? Có một phần nghĩ vậy. Tôi thiết nghĩ điều này không biết rể tôi có nhìn về hình thức nào. Ba, em muốn em khẳng định á là em không có ghen. Con khẳng định là không có ghen, nhưng lo là nhiều. Dạ. Có ghen là ít. Nói chứ ghen chút nó cũng là cái gia vị của dạ, tình yêu mà ha. Nhưng mà đó là một điều thôi, hồi nãy là bác nói tới hai điều lận. Không biết còn điều gì bác? Rể tôi uống nước ngọt nhiều quá. Nói với con uống ít, vì con đã mập rồi, uống cái đó mập thêm nó khó. Bà nói đúng đó, uống nước ngọt nhiều quá không tốt đâu. Con rể không có nhậu. Thì chú trong gia đình mình giao tiếp á, mình có bao giờ hai người ngồi uống với nhau một ly hay gì không? Dạ tôi cũng có mời không uống. Dứt khoát không uống miếng nào hết. Bao giờ mời cũng không uống luôn. Tại bị dị ứng khi mà mình uống cái gì có chất cồn á. Nhưng mà vậy thì không biết là ba vợ anh chắc là cũng uống dữ lắm hả? À, cái đó là cái vấn đề mà anh cũng tính nói, là có nghĩa là ba vợ thì ở dưới quê á thì hay làm chủ hôn á. Trong làng nói chung mà ai có nhờ để đi làm lễ, một là tân hôn hay là vui, thỉnh thoảng rồi trong cái bà con người ta thấy mình làm vậy thì đem cho chai rượu để quà một gói bánh tượng trưng. Làm mai ở đây, con làm mai cũng cỡ 5-7 năm nay, không biết bao nhiêu cặp lấy nhau rồi. Dạ. Lâu lâu cũng lại tặng cái đầu heo, lâu lâu lại tặng bánh, tặng hoa rồi kia. Tôi cũng thường xem truyền hình mà thấy Quyền Linh, tự nhiên con người tôi rất là cảm tình. Hôm nay tôi gặp mặt Quyền Linh bằng xương, bằng hình thịt như thế này. Dạ. Đây là lần đầu tiên. Dạ, cảm ơn chú. Anh thấy mình chưa hợp với ba điểm gì nhất? Thì ba sẽ đi làm mai là đi chủ hôn thì sẽ nhậu rất là nhiều, ai người ta cũng mời nhậu, mà ba thì lớn tuổi rồi cho nên là không có tốt cho sức khỏe. Có bao giờ em giận ba em điều gì mà em không dám nói không? Ông ngoại thì nói vui một chút á là hơi liều. Mỗi lần đám giỗ bên bà ngoại á là ở Bến Tre, từ An Giang á, ông ngoại lấy xe máy chở bà ngoại từ An Giang qua Bến Tre, mà lúc đó ông ngoại đó hàng 7 rồi, rất là nguy hiểm. Ba có khó khăn trong việc gì đối với em nữa không? Ông ngoại thì không có gì là khó khăn hết, rất là thoải mái. Nhưng mà chỉ có những cái vui là khi mà ông ngoại lên chơi ở với lại con với lại rể á, thì cái nề nếp sinh hoạt của ông ngoại á ở dưới quê á nó ngược hẳn với lại mình ở trên đây. Cha thì thường là ngủ rất là sớm, 8 giờ là ngủ rồi, thì sáng thì dậy rất là sớm. Còn mình thì làm bên khách sạn thì mình thức rất là khuya, cho nên là sáng mình dậy không nổi. Mà sáng mà ba dậy thì mình mới ráng dậy theo qua. Với lại ba thì rất là nguyên tắc. Những cái đám cưới hay những cái đám tiệc á, lúc nào là cũng phải chuẩn bị sớm, mọi thứ sớm, đi sớm. Nhiều khi đi còn sớm hơn con dâu chú rể nữa. Nôn không? Dạ, đúng rồi. Nói chung là hôm nay ông già vợ với chàng rể rất là hợp với nhau ha, cũng có gì mâu thuẫn lớn lắm. Để xem coi vợ của em sẽ nói điều gì nha. Xin chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Xin chào hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của em. Thời gian đầu tụi con có một chút khó khăn khi được vượt qua sự đồng ý của ba mẹ. Lúc đầu thì con biết là ba mẹ cứ băn khoăn, tại vì tuổi hai tụi con hoàn toàn gọi là khác với nhau. Tại vì chồng tuổi Túc mà vợ tuổi Sửu, mẹ lúc nào về cũng rỉ bên tai mình chó kia ỷ thế đuổi trâu về. Mẹ rất là sợ là con bị đuổi về. Mặc dù là anh ấy cũng ăn hiếp con ấy, nhưng mà tụi con sống rất là hạnh phúc. Ba mẹ chỉ có con gái thôi, không có con trai. Em hy vọng là anh là một người con rể cũng như là một người con của ba mẹ, thì anh gọi điện thoại về cho ba nhiều, thường xuyên hơn. Thông qua buổi chia sẻ chân thành hôm nay thì em hy vọng ba và anh sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Trời nói mới biết là em ít gọi điện thoại cho ba lắm. Đôi khi á, nói cho đàn ông tự ái. Nếu mà anh á, mà ai gọi cho người khác đưa điện thoại anh nói, đôi khi cũng buồn lắm chứ buồn. Đôi khi ba em buồn mà ba em không nói. Có buồn không chú? Dạ không. Tôi không buồn. Chú thường ngon quá. Cái mức mà anh nói vậy mà chú nó hông luôn á, thấy không? Chứ nãy giờ mà anh mà nằm ở vị trí của ba em là anh giận em nhiều thứ lắm á. Nhưng bởi vì cái lòng vị tha của cha vợ ha, nên có thể bỏ qua tất cả mọi thứ. Anh chia sẻ về ba cũng khá nhiều. Còn không biết mối quan hệ giữa anh và mẹ vợ nó có khăng khít với nhau không? Cũng có một số vấn đề. Đó là ngay từ đầu là mẹ vợ cứ đắn đo giữa cái tuổi. Cho nên sẵn chương trình này, con đăng ký tham gia chương trình này là để muốn nói với ba, với mẹ là ba mẹ cứ yên tâm. Cái tuổi tác thì chỉ là cái hình thức bên ngoài thôi. Còn tấm lòng của con dành cho vợ con thì hơn 8 năm qua thì ba mẹ cũng thấy rồi. Đúng rồi, ông bà hay coi tuổi. Không được tuổi ông bà không có cho. Thậm chí là cấm cản. Nhưng mà khi có những người cấm cản, nhiều khi con cái nó cố gắng đến với nhau được rồi thì nó hạnh phúc còn hơn là cái tuổi mà hợp với nhau nữa. Rồi mẹ còn có cái gì mà chưa gọi là chia sẻ với em, chưa cởi mở hay là còn khách sáo gì với em không? Ngay từ đầu là cái vấn đề là khách sáo rất là nhiều. Cái vấn đề là gọi là môn đăng hộ đối. Vấn đề đó là cứ là nói là gia đình em ở trên đây thì như thế này thế kia, gia đình vợ ở dưới thì thế này á, là không được môn đăng hộ đối giữa hai nhà. Cũng sẵn chương trình này cũng nói với lại mẹ là mẹ cứ yên tâm cái vấn đề đó. Tụi con yêu nhau, thương nhau và sống trọn đời bên nhau. Cho nên mẹ hãy yên tâm. Chú có muốn điều gì thay đổi con rể chú không? Có mong muốn điều gì nói với nó luôn đi. Về cái tình thương mà thể hiện nhất của rể tôi và nhà tôi cũng lớn tuổi, cho nên mua cái máy massage và sợ buồn mua cái truyền hình 40 inch để tôi xem và nhà tôi xem. Em có mong muốn điều gì ở cha vợ của em không? Thì cái mà em mong muốn nhất hiện nay là thì ba cũng lớn tuổi rồi, thì bây giờ cũng bị gút á, bị đau á, cho nên là khi ba đi làm những cái chủ hôn hoặc đi tham dự những cái buổi tiệc ở dưới quê á thì ba nên tránh là đừng có uống rượu bia nữa, thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe rất là nhiều. Và cái hạn chế cái việc mà đi xe máy mà xa, chỉ nên đi gần nhà thôi, vì bây giờ là ba cũng lớn tuổi rồi. Rồi, cảm ơn chú rất là nhiều. Chú cũng đồng ổn con nhiều lắm, con gái cũng nhiều. Chú con gái không, nhà mình là trai đẹp nhất. Chúc chú nhiều sức khỏe ha. Dạ. Thôi hai cha con ôm nhau cái nào. Trời ơi. Nhưng mà cố gắng bữa nào về uống với ông vàng ly á để có thể uống được. Ừ nha. Một cái kỷ niệm gửi tặng cho chú đi. Dạ, chương trình cũng còn phần quà dành tặng cho bác và anh, đó là cao linh chi nhân sâm của công ty cổ phần dược phẩm OBC, có tác dụng bổ dưỡng khí huyết, giảm cholesterol, giảm mỡ máu và trị suy nhược thần kinh. Cảm ơn bác và anh đã đến với chương trình. Thì đến với Quyền Linh và cô, vậy thì tôi cũng thay mặt chân thành cảm ơn Quyền Linh và cô Lê Lộc, và cảm ơn tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay. Tôi cũng thay mặt nhà tôi chân thành cảm ơn với Quyền Linh và chúc cho gia đình Quyền Linh hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Dạ, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn anh trai. Dạ, xin mời anh.